Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình Nhìn từ phố Hiến của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Sau đây là những tin đáng chú ý sẽ có trong chương trình. Các cộng đồng tăng cao, người dân vẫn chủ quan với dịch. Nỗ lực xoa dịu nỗi đau da cam tại Bình Định. Quảng Ninh mở cửa đón khách quốc tế từ đầu năm 2022. Cần xử lý dứt điểm ô nhiễm tại bãi rác Cam Ly, Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng. Mới đây, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam đã ký công điện hòa tốc của Thủ tướng Chính phủ về việc đảm bảo nguồn cung oxy cho điều trị người bị nhiễm COVID-19. Công điện nêu rõ Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Bộ Y tế, các bộ ngành, Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tập trung chỉ đạo thực hiện nghiêm túc các chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và Ban chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch COVID-19, không để tình trạng quá tải y tế trên diện rộng. Bộ Công Thương phối hợp chặt chẽ với Bộ Y tế và Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có giải pháp cụ thể để đảm bảo nguồn oxy phục vụ công tác điều trị trong các tình huống. Sở Y tế Hà Nội vừa được Bộ Y tế phân cấp 200.000 viên thuốc Monubravia 200mg và yêu cầu các địa phương khẩn trương cấp phát cho các F0 đủ điều kiện. Sở Y tế yêu cầu Bệnh viện Đa khoa Đống Đa liên hệ với nhà cung ứng, làm thủ tục nhận thuốc này và có trách nhiệm bảo quản theo đúng điều kiện bảo quản ghi trên nhãn, cấp phát cho các đơn vị tham gia chương trình thử nghiệm theo phân bổ của Sở Y tế. Theo Sở Y tế Hà Nội có 4 tiêu chuẩn F0 được tham gia chương trình là người có kết quả test nhanh kháng nguyên hoặc PCR dương tính trong vòng 5 ngày. 2. Người từ 18 tuổi trở lên, ưu tiên đối với các trường hợp trên 50 tuổi hoặc có bệnh nền. 3. Cam kết đồng ý tham gia chương trình. 4. Không có các chống chỉ định dùng thuốc. Mới đây, Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Hồ Chí Minh cho biết tùy thuộc vào kết quả 2 tuần thí điểm dạy học trực tiếp đối với lớp 9 và lớp 12, Sở sẽ báo cáo và đề xuất Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh về việc cho các khối lớp còn lại đi học trực tiếp từ ngày 3 tháng 1 năm 2022. Sau ngày 25 tháng 12, các quận, huyện, thành phố Thủ Đức sẽ tổng hợp báo cáo kết quả tổ chức thí điểm về Sở Giáo dục Đào tạo cùng Sở Y tế. Sau đó, hai sở sẽ tổng kết, đánh giá rút kinh nghiệm công việc này. Từ đó, báo cáo và đề xuất Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh cho các lớp khối còn lại đi học trực tiếp từ ngày 3 tháng 1 năm 2022. Hiện nay, các phòng ban chuyên môn của Sở Giáo dục Đào tạo thành phố Hồ Chí Minh đang cùng các trường lấy ý kiến cha mẹ học sinh về việc dạy học trực tiếp từ ngày 3 tháng 1 năm 2022. Sau một tuần dạy học trực tiếp, ngành giáo dục ghi nhận 34 ca F0 xuất hiện trong nhà trường, trong đó có 4 ca là giáo viên, 3 ca là nhân viên, 27 ca là học sinh. Những trường hợp này, các trường học đã vận hành quy trình xử lý F0 và tiến hành theo hướng dẫn. Thưa quý vị và các bạn, hơn một tuần qua, Hà Nội liên tiếp ghi nhận trên 1.000 ca mắc COVID mỗi ngày. Cao điểm có lúc lên đến 1.700 ca, trong đó gần 50% số ca được phát hiện ngoài cộng đồng. Y tế thủ đô đang đứng trước thách thức lớn khi số ca tăng đột biến. Nguy cơ cao là vậy, nhưng người dân vẫn còn rất chủ quan với dịch, ngay cả tại những nơi dịch đang diễn biến phức tạp nhất. Một quán ăn trên đường Phố Huế, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội. Mặc dù có dán nhãn QR ngay trước cửa, nhưng mặc nhiên lại chẳng có vị khách nào quét mã để khai báo y tế, địa điểm. Còn đây là phản ứng của chủ quán khi thấy nhóm phóng viên ghi hình. Tương tự, tại quận Đống Đa, Hà Nội, từ ngày 13 tháng 12, quận này đã ra quyết định chỉ cho phép bán hàng mang về và hạn chế tập trung đông người. Thế nhưng cũng không khó để bắt gặp các quán trà đá hay đám đông vô tư tụ tập. Tại các khu vực khác, mặc dù quy định chỉ đón 50% khách và không hoạt động quá 21 giờ đêm. Tuy nhiên, vào giờ cao điểm, các con phố ẩm thực vẫn tấp nập khách như thế này. Không giãn cách, không có tấm chắn giọt bắn và cũng không thấy sự xuất hiện nhắc nhở của các lực lượng chức năng. Không nên tụ tập vì những cái chỗ đấy là nguy cơ của dịch bệnh lan tràn rất nhiều. Tự vì bây giờ không biết ai là F0 cả. Theo tôi là các người chức năng làm việc cứng rắn hơn và kiên quyết. Hàng ngày thì lực lượng công an phường thì tuần tra, kiểm soát là khép kín trên địa bàn. Cũng có rất là nhiều trường hợp về khẩu trang. Một số cơ sở thì phạt về phòng chống dịch như không quét mã QR. Các chuyên gia y tế cảnh báo tình trạng buông lỏng các biện pháp chống dịch là một trong những nguyên nhân khiến cho việc gia tăng đột biến các ca mới và thậm chí chuyển nặng trong thời gian gần đây, kể cả đối với những người đã tiêm đủ 2 mũi vaccine. Còn tùy trên từng cá thể của bệnh nhân nữa, có nhiều bệnh nhân mặc dù là tiêm 2 mũi nhưng mà cái tiến triển của COVID nó vẫn cứ nặng thêm. Mặc dù thì tỷ lệ nó sẽ không cao so với những bệnh nhân đã tiêm. Đấy, tuy nhiên thì ở khoa chúng tôi thì vẫn gặp, thỉnh thoảng vẫn gặp một số các cái trường hợp như thế.
Thời gian tới, số ca mắc và tử vong do COVID-19 sẽ có xu hướng tăng hơn nữa do biến chủng Omicron có thể xâm nhập bất cứ lúc nào. Nếu người dân lơ là, chủ quan, không thực hiện các biện pháp phòng chống dịch thì sẽ không thể kiểm soát được dịch bệnh và phá vỡ thành quả chống dịch của toàn xã hội trong suốt thời gian vừa qua. Bình Định là một trong 11 tỉnh, thành phố được Bộ Y tế hỗ trợ triển khai dự án chăm sóc sức khỏe và phục hồi chức năng cho nạn nhân chất độc hóa học dioxin giai đoạn 2018-2021. Dự án đã giúp các nạn nhân và người khuyết tật cải thiện sức khỏe và chất lượng cuộc sống, hòa nhập cộng đồng thông qua các biện pháp phát hiện sớm, can thiệp sớm các vấn đề sức khỏe, khuyết tật, nâng cao năng lực và phát triển mạng lưới chăm sóc sức khỏe và phục hồi chức năng cho nạn nhân và người khuyết tật tại cơ sở y tế và cộng đồng. Hậu quả của chất độc hóa học dioxin trong chiến tranh đã để lại di chứng nặng nề, làm cho rất nhiều gia đình bị phơi nhiễm chất độc hóa học. Những nạn nhân này luôn mang trong mình nỗi lo lắng về bệnh tật trong cuộc sống. Là địa bàn có số nạn nhân phơi nhiễm đông, việc dự án chọn triển khai hỗ trợ nạn nhân chất độc hóa học dioxin, người khuyết tật tại thị xã Hoài Nhơn đã mang lại nhiều lợi ích thiết thực. Được sự quan tâm của Y tế Hoài Nhơn và các bác sĩ được mời thì triển khai tập huấn tư vấn cho những người nhiễm chất độc hóa học thì cô thấy là rất là có ích. Nó mang lại một cái thiết thực cho chính bản thân của những người nhiễm chất độc hóa học. Trong khuôn khổ dự án, Sở Y tế tỉnh Bình Định đã chỉ đạo Trung tâm Y tế thị xã Hoài Nhơn tổ chức khám chuyên khoa, sàng lọc, lập hồ sơ quản lý sức khỏe cho 150 nạn nhân chất độc da cam tại ba xã Hoài Sơn, Hoài Mỹ và Hoài Châu. Đồng thời tổ chức tập huấn và hướng dẫn về kỹ thuật phát hiện sớm, can thiệp sớm và phục hồi chức năng cho 210 nạn nhân, người nhà nạn nhân và người khuyết tật. Qua cái đợt khám sàng lọc này thì phát hiện một số các bệnh thì chúng tôi hướng dẫn người các nạn nhân chất độc hóa học cũng như là thân nhân của họ làm các thủ tục để mà chuyển tuyến theo quy định của luật khám chữa bệnh bảo hiểm y tế. Đối với các xã mà ở cánh Bắc thì sẽ liên hệ với trung tâm y tế để chuyển vào các bệnh viện tuyến tỉnh và các bệnh viện chuyên khoa liên quan. Đối với các xã phường ở cánh Nam thì sẽ chuyển viện vào bệnh viện đa khoa của Vùng Sơn và từ đó bệnh viện đa khoa Vùng Sơn sẽ chuyển vào các bệnh viện tuyến tỉnh và tuyến trung ương. Những người dân sống quanh các điểm nóng về phơi nhiễm chất độc hóa học sẽ được lập hồ sơ theo dõi và quản lý sức khỏe, tiếp cận các dịch vụ chăm sóc sức khỏe và được tư vấn và hỗ trợ khám chữa bệnh, phục hồi chức năng phù hợp với tình trạng bệnh tật. Trong thời gian tới, dự án còn tạo điều kiện cho người khuyết tật được thuận lợi trong việc đi lại để tiếp cận các dịch vụ y tế. Các cái hoạt động của dự án tập trung vào cái đối tượng nạn nhân da cam và người khuyết tật trong cái thời gian vừa qua đã đem lại cái cơ hội cho người khuyết tật được tham gia vào các cái vấn đề y tế và hiểu biết hơn về những cái can thiệp y tế, giúp cho nạn nhân có một cái hiểu biết nhất định để mà nhờ đến y tế can thiệp và các cái yếu tố sức khỏe liên quan của mình. Những đau thương mất mát của các nạn nhân chất độc hóa học trong gia đình của họ là những nỗi đau không thể xóa bỏ. Để bù đắp một phần nhỏ những mất mát đau thương ấy, mỗi người chúng ta cần quan tâm chia sẻ về tinh thần đối với nạn nhân chất độc hóa học dioxin, người khuyết tật. Đây cũng chính là mục tiêu của dự án với mong muốn hỗ trợ cải thiện tình trạng sức khỏe của các nạn nhân. Điện Biên là một trong những tỉnh có tiến độ giải ngân vốn đầu tư công đạt cao so với các tỉnh, thành phố trong cả nước. Tuy nhiên vẫn chưa đạt so với yêu cầu kế hoạch của tỉnh đề ra. Do đó trong thời gian còn lại của năm 2021, tỉnh Điện Biên đã và đang nỗ lực triển khai các giải pháp quyết tâm hoàn thành đúng tiến độ giải ngân theo kỳ hạn quy định. Năm 2021, tổng kế hoạch đầu tư vốn ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh được Chính phủ giao gần 2.600 tỷ đồng, trong đó vốn ngân sách địa phương hơn 850 tỷ đồng và vốn ngân sách trung ương hơn 1.700 tỷ đồng. Tính đến hết tháng 11 năm 2021, tỉnh Điện Biên đã phân bổ chi tiết hơn 2.200 tỷ đồng, đạt trên 85% kế hoạch vốn giao, quyết tâm hoàn thành tiến độ giải ngân vốn đầu tư công, phấn đấu đạt tỷ lệ cao nhất trong công tác giải ngân kế hoạch vốn, đồng thời đảm bảo mục tiêu, chất lượng, hiệu quả sử dụng vốn đầu tư công theo đúng quy định của pháp luật. Trong thời gian còn lại của năm, Ủy ban nhân dân tỉnh tiếp tục chỉ đạo, đôn đốc quán triệt các ngành, các cấp, các chủ đầu tư thực hiện nghiêm việc đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công năm 2021. Nhằm khôi phục kinh tế nói chung và ngành du lịch nói riêng, tỉnh Quảng Ninh dự kiến sẽ mở cửa đón khách quốc tế đợt 1 ngay trong tuần đầu tiên của năm 2022. Theo kế hoạch, đoàn khách đến từ Hàn Quốc sẽ nhập cảnh tại sân bay quốc tế Vân Đồn vào ngày 7 tháng 1 năm 2022 tới đây. Các mô hình du lịch khép kín được Quảng Ninh thí điểm để đón khách quốc tế gồm
tàu nghỉ đêm trên vịnh Hạ Long đón khách đến vui chơi, nghỉ dưỡng tại khu du lịch quốc tế Tuần Châu Hạ Long, khu di tích và danh thắng Yên Tử, thành phố Uông Bí, khu du lịch Móng Cái Trà Cổ, thành phố Móng Cái. Tất cả những nơi được lựa chọn đều là địa điểm nổi tiếng, mang thương hiệu du lịch đặc trưng của Quảng Ninh. Đồng thời các điểm đến đều là những nơi dễ dàng bố trí cho du khách di chuyển và trải nghiệm theo luồng riêng trong không gian biệt lập. Trước phản ánh của phóng viên về thực trạng các nhà máy chế biến dăm gỗ trên địa bàn tỉnh Quảng Trị ngang nhiên hoạt động không phép, Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Trị đã ban hành công văn yêu cầu các sở, ngành chức năng có liên quan trên địa bàn tỉnh này kiểm tra, chấn chỉnh đối với hoạt động này. Theo đó, công văn Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Trị nêu rõ thực trạng một số nhà máy chế biến gỗ, đặc biệt là chế biến dăm gỗ tại Quảng Trị, hoạt động khi chưa được các cơ quan chức năng có thẩm quyền cấp phép hoặc chưa hoàn thiện các hồ sơ thủ tục đã gây ra ô nhiễm môi trường, cạnh tranh không lành mạnh. Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Trị yêu cầu các cơ quan chức năng, huyện thị kiểm tra theo thẩm quyền, xử lý dứt điểm các nhà máy chế biến dăm hoạt động không phép, báo cáo kết quả về Ủy ban Nhân dân tỉnh trước ngày 31 tháng 12. Từ một thôn có diện tích nằm hoàn toàn ngoài bãi sông Hồng với nhiều khó khăn, thôn Phú Cương, xã Phú Thịnh, huyện Kim Động, tỉnh Hưng Yên, hôm nay đã vươn mình tạo sự đổi thay rõ nét trong phát triển kinh tế xã hội. Minh chứng cho điều này đó là tháng 11 vừa qua, thôn đã được Ủy ban Nhân dân huyện Kim Động công nhận đạt chuẩn khu dân cư kiểu mẫu. Đây cũng là địa phương đầu tiên của huyện Kim Động về đích xây dựng khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu. Thay vì xây dựng tường bao hết toàn bộ phần diện tích đất của gia đình, thì anh Doanh xây lùi lại gần 1 mét để dành đất trồng hàng hoa hồng cổ rực rỡ. Nhờ đó, cảnh quan khu vực này có thêm sắc màu đẹp đẽ, xanh tươi hơn. Và ở thôn Phú Cường, cảnh sắc không phải hiếm gặp bởi nhiều gia đình đều có ý thức trồng và chăm sóc những đoạn đường, những hàng rào từ hoa như vậy. Mình trồng trước hết là mình ngắm để cho nó bà con cũng được thưởng thức về cái môi trường rồi cái cảnh quan nó được đẹp để cho là cái nông thôn mới nó phát triển lên. Thế bà con nhiều khi là đi lại nhìn thấy hàng hoa rất là thích. Thôn Phú Cường hiện có trên 800 hộ dân với gần 3.000 nhân khẩu. Bắt tay vào xây dựng khu dân cư kiểu mẫu, nơi đây có nền tảng thuận lợi là sự đoàn kết thống nhất trong chi bộ đảng, các tổ chức và sự đồng lòng ủng hộ của nhân dân trong thôn. Cán bộ, đảng viên và nhân dân trong thôn tự nguyện hiến hơn 1.000 mét vuông đất, đóng góp gần 2 tỷ đồng xây dựng đường giao thông. Tiêu chí về quản lý dân cư và hạ tầng cơ sở ở Phú Cường đều đạt chuẩn và trên chuẩn, đời sống vật chất tinh thần của người dân không ngừng được nâng cao. Với công trình nhà văn hóa, sân chơi khang trang, tỷ lệ gia đình văn hóa đạt trên 97%. Thôn Phú Cường của tôi là một cái thôn mà thuần nông mà ở ngoài bãi 100%. Ngày xưa thì ngập lụt là cũng vất vả lắm. Thế nhưng mà đến giờ thì có 8 tuyến đường nhưng mà tất cả là đường nào chúng tôi gần như hoa. Hệ thống điện chiếu sáng là đường bê tông này, cho nên bà con nhân dân cũng rất phấn khởi. Điều quan trọng nhất phải có cái sự vào cuộc đồng bộ của các cấp các ngành, nhất là ở cơ sở các tuyên truyền cho nhân dân làm sao mà truyền tải. Người dân là được tham gia, được thụ hưởng thì chính người dân là một cái chủ thể rất là đắc lực để mà thực hiện. Dọc bên dòng sông Hồng, thôn Phú Cường hôm nay khoác trên mình diện mạo mới của một khu dân cư kiểu mẫu với những dãy nhà cao tầng khang trang, điện đường hiện đại, thể hiện sự quyết tâm kỳ vọng của người dân về một cuộc sống ngày càng khởi sắc và phát triển. Mới đây, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy đã thông tin chi tiết về Nghị định 105 của Chính phủ hướng dẫn thi hành luật phòng chống ma túy 2021 có hiệu lực từ ngày 1 tháng 1 năm 2022. Nhiều quy định mới được đánh giá phù hợp với tình hình thực tế và kỳ vọng khắc phục những bất cập, hạn chế của quy định cũ. Cụ thể, trong luật đã có quy định của việc đưa người nghiện từ 12 đến dưới 18 tuổi đi cai nghiện bắt buộc, và đây không phải là biện pháp xử lý hành chính và đảm bảo được quyền lợi của các em khi thực hiện các biện pháp cai nghiện tại các cơ sở bắt buộc. Không phải là biện pháp xử lý hành chính, tức là cái lý lịch tư pháp của các em nó không ảnh hưởng gì cả. Do vậy mà sẽ đảm bảo cho các em về phát triển sau này, đấy là cái điều được quy định rất là rõ. Luật phòng chống ma túy năm 2021 cũng đã quy định, tức là về nguyên tắc là phải tách biệt ra đối với lại các cái đối tượng trên 18 tuổi để đảm bảo cho các em không bị tác động, không bị ảnh hưởng và đảm bảo cho cái việc cai nghiện nó có hiệu quả. Ngoài ra, luật cũng quy định người sử dụng ma túy ngay từ lần đầu sẽ bị đưa vào diện quản lý trong 1 năm và Ủy ban Nhân dân cấp xã, phường phối hợp cùng gia đình để quản lý đối tượng.
Đây được xem là biện pháp phòng ngừa với mục đích giúp người sử dụng trái phép chất ma túy không tái sử dụng và ngăn chặn các hành vi vi phạm pháp luật của họ. Chúng tôi cũng đã hỏi cung tham gia ghi lời khai và cùng những người nghiện. Người ta nói là bây giờ các anh và các bác cứ nghiện thuốc lá, bỏ đã khó. Thì bây giờ nhiều lần thì nó rất khó khăn. Thì ngay lần đầu này là chúng ta đưa vào. Thì đây cũng là một cái việc mà sau cái lần đấy mà người ta có thể là chấm dứt cái việc cai nghiện thì đưa về quản lý sau cai ở gia đình cộng đồng dân cư rất là tốt. Thì đấy là cái điểm mới. Đặc biệt, luật đã bổ sung hoạt động tạm nhập tái xuất, tạm xuất tái nhập, nguyên liệu làm thuốc là dược chất gây nghiện, dược chất hướng thần, thuốc thú y có chứa chất ma túy vào kiểm soát hoạt động hợp pháp liên quan đến ma túy. Hàng chục năm nay, bãi rác Cam Ly tại thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng luôn trong tình trạng quá tải gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng cho nhiều khu vực dân cư. Bộ Tài nguyên Môi trường từng đưa bãi rác này vào danh sách những cơ sở gây ô nhiễm nghiêm trọng cần đóng cửa khẩn cấp. Thế nhưng hiện nay nhiều xe vẫn ra vào hàng ngày đổ rác khiến người dân bức xúc. Đây là hình ảnh chúng tôi ghi nhận được. Chiếc xe chuyên dụng chở rác của Công ty Cổ phần Dịch vụ Đô thị Đà Lạt, đơn vị quản lý bãi rác Cam Ly, vận chuyển rác thải sinh hoạt về đổ tại bãi rác. Thậm chí ngay cả người dân cũng vô tư đổ rác thải sinh hoạt vào đây. Có cả xe của tư nhân, có cả xe của công trình đô thị của thành phố Đà Lạt. Mà người ta đổ ồ ạt như ngày xưa, mà ta đổ điểm thôi. Ngày ta đổ 5, 3, 7 chuyến hoặc mà đêm người ta vẫn đổ. Tôi vẫn thấy đi qua đây, tôi vẫn thấy mà. Ngày 21 tháng 9 năm 2020, Ủy ban Nhân dân tỉnh Lâm Đồng đã ban hành quyết định phê duyệt dự án đóng cửa bãi rác Cam Ly với tổng kinh phí hơn 48 tỷ đồng. Theo lộ trình, sẽ không cho phép tiếp tục chôn lấp rác tại đây để tiến hành hoàn nguyên. Tuy nhiên, đơn vị quản lý bãi rác này vẫn đang tiếp nhận rác. Hiện nay thì theo quy định thì toàn bộ rác thải sinh hoạt thì nay đã chuyển đến nhà máy rồi, sẽ không đổ đây. Chỉ gần như này đã nói sẽ có một số cái loại rác mà vật dụng gia đình kia, rác các loại rác thải công cần thì hiện nay là nhà máy họ tiếp nhận, thì công ty thì cũng theo chỉ đạo của tỉnh thành phố thì vẫn tạm thời đổ. Do lượng rác quá lớn nên vào mùa mưa, bãi rác Cam Ly đã hai lần xảy ra sạt trượt núi rác nghiêm trọng, rác kéo dài hơn 1 km vùi lấp nhà kính, hoa màu của người dân. Cuối năm 2019, bãi rác này xảy ra cháy lớn, gây ô nhiễm môi trường toàn thành phố Đà Lạt nhiều ngày liền. Nếu không sớm đóng cửa, người dân sẽ vẫn phải sống chung với ô nhiễm môi trường. Còn tại thành phố Cần Thơ, dự án cải tạo rạch Cái Sơn Mương Khai, xây dựng cống ngăn chiều rạch Phó Thọ, cây dừa, thi công chậm tiến độ, nhiều đoạn bị sụt lún, mặt đường bê tông hư hỏng nặng. Bên cạnh đó, việc đơn vị thi công giàn trải khiến cho hệ thống đê bao khép kín dọc theo tuyến đường không đảm bảo, ảnh hưởng đến vườn cây ăn trái, gây bức xúc cho người dân nơi đây. Cầu trơ cần, xà lan bất động, công trình không bóng dáng công nhân là hình ảnh quen thuộc mà người dân nơi đây phải chứng kiến đã lâu. Hôm nay là có những chỗ đi thì nó rất là meo, nó hẩm, mà ở dưới thì cặp nó móc rồi cặp đã đóng. Mà cái này có thấy rằng đối với cái bà con mà đi, mà đặc biệt là phụ nữ, nếu mà không khéo thì nó sẽ rơi xuống đó, rất là nguy hiểm về cái tai nạn giao thông. Mặc dù người dân kiến nghị nhiều lần nhưng đơn vị thi công chưa khắc phục, bà con nơi đây bị hạn chế trong việc lưu thông, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến sản xuất kinh doanh. Công trình không chỉ thi công chậm tiến độ mà việc đào bới, đổ đất gây ảnh hưởng sinh hoạt. Trước sự bức xúc của người dân sống ven rạch Cái Sơn, Mương Khai, Ban Quản lý Dự án ODA thành phố Cần Thơ cho biết sẽ sớm khắc phục. Theo kế hoạch của chúng tôi, từ đây cho tới trước Tết Nguyên Đán, chúng tôi sẽ thi công xong cái phần nền đường để đảm bảo rằng trong cái thời gian Tết Nguyên Đán, người dân sẽ có cái lối đi, có cái đường đi. Mong muốn của người dân trả lại mặt đường thông thoáng để thuận tiện đi lại, rất cần các cấp có thẩm quyền lưu tâm. Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an huyện Mai Sơn, tỉnh Sơn La đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với 7 đối tượng về hành vi chống người thi hành công vụ và gây rối trật tự công cộng. Các đối tượng gồm Lò Văn Nhóm, Lò Văn Thanh, Lò Văn Toan, Vì Văn Dân cùng trú tại xã Phiêng Phằn bị khởi tố về tội chống người thi hành công vụ và gây rối trật tự công cộng. Các đối tượng Lò Văn Hạc, Sông A Nụ bị khởi tố về tội gây rối trật tự công cộng và Tòng Văn Tuấn bị khởi tố về tội chống người thi hành công vụ. Trước đó, ngày 9 tháng 12, tại bản Kết Hay, nhóm đối tượng trên đã thực hiện hành vi dùng vũ lực đe dọa, cản trở người thi hành công vụ đối với lực lượng công an xã. Sau đó, tại trụ sở Ủy ban Nhân dân xã Phiêng Phằn, huyện Mai Sơn, các đối tượng trên đã có hành vi gây rối, phá phách nhà công vụ của lực lượng công an xã. Xin cảm ơn sự quan tâm theo dõi quý vị và các bạn. Xin chào và hẹn gặp lại.